Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thị trường ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Đài truyền Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng đàn gia súc chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước đạt gần 350.000 con, tổng đàn gia cầm ước đạt gần 1,9 triệu con. Trong tháng 8, thì tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại toàn tỉnh ước đạt là 12.900 tấn, riêng sản lượng thịt lợn hơi 7.200 tấn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm trên địa bàn các địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con tái đàn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học